Câu cá không chỉ là một hoạt động giải trí thông thường mà còn là một nghệ thuật, và trong thế giới câu cá, bộ môn câu cá fly đứng đầu về sự tinh tế và kỹ thuật. Được xem như là nghệ thuật, danh tiếng, trong cộng đồng câu cá. Câu cá fly không chỉ đòi hỏi các cần thủ phải có kỹ năng cao, mà còn phải có niềm đam mê với thiên nhiên và sự sáng tạo. Trong khi câu cá truyền thống thường sử dụng các mồi câu thiên nhiên như giun đất, sâu hoặc mồi sống, thì câu cá fly lại sử dụng các loại mồi nhân tạo được tạo ra để mô phỏng các loại côn trùng mà cá săn trong tự nhiên. Bí quyết thành công của câu cá fly thường được quyết định bằng cách lựa chọn con mồi phù hợp và kỹ thuật tạo ra những hoạt động và hiệu ứng để thu hút cá. Kỹ thuật câu cá fly đòi hỏi sự tập trung cao độ từ người chơi. Việc thả mồi một cách nhẹ nhàng và chính xác, đồng thời điều khiển cần một cách linh hoạt để tạo ra các hoạt động và hiệu ứng hấp dẫn cá là chìa khóa của thành công. Người chơi cần phải học hỏi về cách thức di chuyển cần câu, cách tạo ra những làn sóng, cách giữ cần câu trong tư thế đứng yên để có thể tạo ra những chuyển động của con mồi thu hút cá. Câu cá fly không chỉ là một trò chơi mà còn là một cách kết nối với thiên nhiên và đạt được sự an bình trong không gian tự nhiên. Công việc khảo sát và tìm hiểu về hành vi của cá và các loài côn trùng trong môi trường sống của chúng trở thành một phần không thể thiếu trong quá trình hoạt động của người chơi. Điều này giúp họ không chỉ trở thành những cần thủ giỏi mà còn là những người bảo vệ và yêu quý thiên nhiên. Với sự kỳ diệu của nghệ thuật câu cá và thiên nhiên, câu cá fly không chỉ là một bộ môn thể thao mà còn là một cách để thư giãn và tận hưởng cuộc sống. Với kỹ thuật, lòng kiên nhẫn và đam mê, người chơi câu cá fly không những có cơ hội để trải nghiệm những trải nghiệm độc đáo trên mặt nước mà còn có cơ hội tạo ra những kỷ niệm vĩnh cửu trong lòng mình.